những biến chứng có thể xảy ra khi bị suy thận. Cơ thể giữ nước có thể dẫn đến phù nề ở tay chân, tăng huyết áp và phù phổi cấp. Tăng kali trong máu có thể đe dọa đến tính mạng. Bệnh tim mạch, xương yếu và tăng nguy cơ gãy xương. Thiếu máu, giảm ham muốn tình dục hoặc bất lực. Tổn thương hệ thần kinh trung ương có thể gây ra khó tập trung, thay đổi tính cách hoặc coi giật. Giảm phản ứng miễn dịch khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn. Suy si thận có chữa được không? Suy si thận cấp diễn ra trong vài ngày và có thể phục hồi hoàn toàn hoặc là phục hồi một phần chức năng thận khi được điều trị trong vài tuần. Ngược lại, suy si thận mạng là quá trình tiến triển không thể phục hồi chức năng thận. Các bệnh điều trị suy si thận mạng chỉ nhằm làm giảm tiến trình của bệnh và ngăn người biến chứng khi chức năng giảm đến 90% thì người bị suy si thận nặng cần được điều trị thay thế bằng chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận hầu hết các bệnh thận làm tổn thương các cấu trúc của thận sự tổn thương này có thể khiến cho thận không thể loại bỏ chất thải ra khỏi máu trong cơ thể nếu không chữa trị thận cuối cùng có thể ngừng hoạt động hoàn toàn mất chức năng nghiêm trọng và gây đến tử vong sức khỏe 30 giây xin chúc bà con mình nhiều sức khỏe tạm biệt và hẹn gặp lại